Kính thưa các bạn, thì mình cùng với Nhân đang đi theo chú Hẹn để đi vào cái nơi mà chú sinh sống. Thì bây giờ đang là mùa mưa, thành ra là cái khu vực này đang bị ngập các bạn ạ. Thì quanh đây ấy, thì các phần mộ đây đã đều được đã đi di rời đi nơi khác. Thì chỉ duy nhất có một ngôi mộ mà vô danh, tức là bây giờ ngôi mộ này người thân của họ là không đến, thành ra bây giờ vẫn chưa di rời được. Nấu củi nấu nước đồ cũng đỡ tốn ga con, nước nó ngập. Chú ơi, cái này đằng trước cũng là mộ của chú. Sao đây ạ? Cái đó là cái phần là chưa chôn. À. Mua sẵn đó. Con lại tưởng là đây là một ngôi mộ luôn, thì mở cửa ra phát là đập ngay mặt mình là ngôi mộ. Tĩnh, một cái kim tĩnh. Mấy mộ nè, cái này mua mộ nè, đập. Dạ. Còn cái đó dạng như người ta mua cái phần ông chết rồi ta mua bà, người ta đậy nắp lời chờ chết rồi ta khui lên. Nhưng mà giờ thì không được chôn nữa rồi. Đúng rồi. Dạ. Chú ơi, cái lúc mà bị ngập nhiều nhất thì nó đến đây không? Vô nhà chú luôn. Vậy à? Cái nhưng mà cao đến đâu? Tức là mức nước nó cao đến đâu chú? Thay vì cái nước ở ngoài đây vậy nha. Vâng. Nó vô nhà chú tới đây à? Tới đâu ạ? Ui, lên tới đây nè. Vậy cơ ạ? Đó là nếu mà mình ngay chỗ chủng đó. À. Ngay chỗ chủng xe đậu đó là hơn nửa bánh xe. Vậy thì thích nhà chú đi ra ngoài như thế nào? Mấy cái ngày đó là ở trong nhà thôi chứ không có đi đâu được. Ví dụ trời nắng này quá rồi chú rút bớt thì nửa bánh xe. Mấy năm trước xe chú là nước nó vô hết, hư hết. À. Vậy thì chỗ khu lúc đấy mà mộ nó chưa di rời, có nhiều ngôi mộ mà mới được cải như vậy thì cái nước nó ngập nó bẩn lắm mà chú. Thì nói chung nó phải dơ rồi, nó cũng phải ảnh hưởng ô nhiễm trong con. Mình nói tại vì nợ ở khổ nợ chứ, con hiểu không? Con nghe một cái váng mỡ người nó kinh khủng mà con chưa giờ con nhìn thấy. Ghê lắm rồi. Cái bốc và hồi đó chú chứng kiến cái mặt màng mở mình đen xi, nó đen không phải là như y kinh nước đen, nó đen mà nó hồng hồng, nó có máu tanh lắm. Tại đi trong cái học yên tĩnh thôi. Tức là do nơi đây quá thấp cho nên khi mà nước ngập lên á thì cái cuộc sống của chú ở đây á, là chú chứng kiến những cái ván mở người từ những cái ngôi mộ. Bây giờ không có nhưng mà ngày xưa có. Yeah. Bây giờ là dạng như ngày xưa đó chú thấy bốc cốt rồi lên á, tại nó còn nước ở trong cái học á. Còn mình nói thẳng ra khi bốc vậy nó cũng phải ô nhiễm, nó cũng phải ấy hết, nó khử trùng vôi. Nhưng mà mình ở đây là cũng phải nước nôi nó cũng phải ảnh hưởng. Dặm đi chứ vài bữa nước nó ăn chân, nó lỡ chân. Ồ, thế ôi rồi, cái chân chú này. Vài bữa mà nó khoét luôn. Tức là cái nước ở đây nó dơ đến nỗi mà mình chỉ cần bước đi mẹ nó ngứa lắm vậy chú. Là ăn chân lỡ luôn. Nó không ngứa mà nó ăn khuyết á. Rồi nhiều khi nó ăn khuyết vô cái nó chảy máu nó rộm ra luôn cũng biết. Vô mới khóe như vậy là cũng thấy cái nguồn nước ở đây là nó ô nhiễm. Ô nhiễm. Anh nghe một cá chi nó thích cái váng mỡ lắm mà không có. Nếu mà có là nó bò rồi con hiểu chưa? Có là nó bò chú bắt cho con khôi. Yeah. Thì có là nó lên nó lóc theo mưa nước á. Cá thì nó không biết, cá là nó đi theo cái nguồn nước, con ở quê con biết đúng không? Ừ. Phải không? Dạ. Mưa đêm mưa lớn là nó theo cái nguồn nước đó nó lóc đi à.
đi. Ở trên cái nhà của chú thì ở dưới cái nền nhà ngày xưa có phải là những ngôi mộ luôn không? Tại vì hồi đó là còn phần đất trống thì người ta mới xây, xây cho chú ở rồi dạng như chung ranh tới đây thôi. Con hiểu không? Dạ. Chung ranh tới đây là cái này là chừa đường đi nè. Vậy là họ để sát sạch nhà mình luôn này. Sát nhà luôn, dạng như mình chỉ ra vô vậy thôi. Chú ơi, chỗ kia thì đến bao giờ nó mới khô, nước nó mới rút? Cái chỗ đó. Chỗ đó đó là cũng như cái ao rồi, nó trũng trũng, nó động nước đó, chừng nào nắng 3-4 cây nó rút từ từ thôi. Dạ. Có cái ổi xài quá. Ờ. Cái ổi cây sung à. Ổi sung. Con thấy một cái điều đặc biệt là những cái cây cối mà trồng ở trong nghĩa địa, cây nào cũng tốt á. Dạ. Ra trái lúc liễu luôn. Chứ ở Sài Gòn này dễ gì mà có chỗ nào mà trồng mà sai được. Mình nói chung là đây nó hấp thụ mấy cái chất dinh dưỡng ạ. Dinh dưỡng của mấy người mất đây. Dạ. Mình nói thẳng. Khỏi cần phân bón. Chứ mà chú chồng chú có dám ăn không? Ăn buồn bứt một cái trái ăn thôi chứ. Ba cái trái ổi này mấy con sâu nó bu vô nó phát lỗ á, rồi khi nó chín á nó có dồi trong á, mình muốn ăn là mình phải bọc lại. Mà mùa nắng á ăn ổi nó mới ngon, chứ mùa này nó có lạc phèo à, độ nước nông á. Mấy con chim này là chú bẫy ở trong rừng hết hả? Bẫy đây chứ rừng đâu. À thì đây nó thành rừng rồi. Tất cả những cái con chim ở chào màu này, có cả chim mỗi chào màu thôi hả chú? Chào màu chích chè than đó. Dạ. Chào màu chích chè, chúng được bẫy trong cánh rừng của nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Mọi người thông cảm nha, tại sao nó ồn? Bởi vì đây chính là cái đường may. Thành ra là may nó lên xuống liên tục, rất ồn ào. Vừa quẹo cua này nè, nó nằm bên đây nè. Ở mãi ngoài kia ạ? Đây nè, vừa quẹo cái cua này nè. Dạ. Kính thưa các bạn, thì nhà chú Hẹn ở đây ấy, cái việc mà sinh hoạt vẫn hiện tại thì chú vẫn phải dùng cái nước máy dẫn đến cái đường ống này phải không chú? Có một cái giếng khoan cách đây xa xa phía trước mặt các bạn, là chú khoan một cái giếng ở đây, chú máy này để dùng để tắm rửa. Còn lại nước uống cũng như là nước để ăn uống nấu ăn ấy thì là chú phải mua theo can hả chú? Bình 12.000 ta mang tới. Dạ. Nhưng ở đây người ta không cho mình dẫn nước vào chú. Để nước sạch ấy, nước máy á. Chú vậy ở 1-2 năm nữa chú đi rồi đâu có xin đâu. Nhưng mà hàng chục năm nay mình vẫn dùng cái đúng nước rồi, đó kia. Rồi. Cái giếng đó là dặn như ngày xưa đó, chú đóng chú tưới mộ đồ luôn đó, tưới cây cối mộ đó. Dạ. Rồi lấy cái nước đó rồi tắm rửa giặt giũ thôi. Vâng. Và sẽ có lọc qua không? Có máy lọc không chú? Không. Mình bơm lên làm xả đầu cũng 5-10 phút á. Bơm lên cho nó ra nước đầu á. Tại vì mình bơm trực tiếp lên xài. Mình bỏ cái đó cho nó xả đi 5-10 phút cho nó chảy ra. Mình không bao giờ tận dụng cái nước đầu. Vì sao vậy chú? Tại nước đầu lên là dặn nó cũng hơi hôi. Xả cái đó đi rồi bắt đầu nước sau nó đỡ. Mà cái gì chú khoan là bao nhiêu mét tất cả? Rồi 48. Ủa vậy là cũng lông chứ có sâu đâu. Đâu? Bình thường con thấy người ta phải khoan được 70-80 mét á. Cái đó là mức độ 3. Còn này chú đóng mức độ 2. Mà nó có nhiều nước để dùng rồi. Đó. Nhưng mà hồi đó sao không khoan sâu chút chú? Bởi vì đây cũng là nghĩa địa mà, dù sao thì nó cũng ảnh, nó cũng thấm dưới chứ. Hồi đó rồi chủ yếu qua quan niệm này là mình để lấy nước tưới cây, con hiểu chưa? Dạ. Tại vì mình nghĩ là thôi sẵn tưới cây lấy nước sinh hoạt, tắm rửa giặt giũ thôi. Ăn uống thì mình mua nước. Chúng ta đi tìm hiểu về câu chuyện tâm linh ở đâu, cũng muốn thành kính thắp
Tuy nhiên thì chú có nói là ở các khu vực vòng đây thì chỉ còn có một ngôi mộ này còn thôi. Cho nên những ngôi mộ khác thì đã bốc hết rồi, cho nên nhân sẽ xin phép thắp nhang ở đây. Thắp luôn giúp anh. Có một cái điều mà các cô chú bảo rằng là chúng mình nên hạn chế quay trực tiếp cái di ảnh, cái phần mộ của những người đã mất. Nhưng mà vì đây là cái phần mộ của một bác mà hiện tại thì vẫn chưa được di dời, do người thân thì chưa có thông tin về người thân, thì chúng mình cũng xin phép quay để nếu mà các cô chú anh chị mà nhận ra người nhà của mình thì có thể đến đây để đưa chú đi đến một cái nơi nó tốt đẹp hơn. Vì chỗ này cũng đang trong quá trình mà di dời, tất cả các bạn bè xung quanh của chú đều đã được di dời rồi.